Những món ăn mà chúng ta ăn thường ngày, quen thuộc đến mức khó có thể tin được chúng lại được xếp là những món ăn nhất định phải thử trong đời. Đó là nhận định của trang tin Buffet của Mỹ khi đăng tải những hình ảnh và lời giới thiệu hấp dẫn về 20 món ăn của Việt Nam khiến cho khách du lịch hẳn là không khỏi ao ước được đến mảnh đất hình chữ S để thưởng thức chúng. Các món ăn được Buffet giới thiệu gồm phở bò và phở gà, bún bò Huế, cháo, gỏi cuốn, cá chiên bún bò kho, phở bò xào, trứng đúc thịt nấm, miến gà, bún riêu, bún chả, hủ tiếu nam vang, canh cá chua, bánh bao, cá kho, gỏi gà, bánh mì, chả cá, bánh xèo. Danh sách này được đưa ra bởi một nữ đầu bếp người Anh gốc Việt, Viên Lưu, tác giả của cuốn sách dạy nấu ăn nổi tiếng My Vietnamese Kitchen, bếp Việt của tôi. Cô từng học chuyên ngành làm phim nghệ thuật, hiện tại cô đang được nhiều tờ báo như Telegraph, Wall Street Journal. Viên Lưu từng có cơ hội cộng tác với nhiều đầu bếp nổi tiếng ở Anh, cũng như cộng tác viết bài cho chuyên mục ẩm thực của nhiều tờ báo uy tín.